Thưa quý vị, sâu keo mùa thu dù mới xuất hiện ở nước ta từ đầu năm nay, song đã lây lan ra tới trên dưới 40 tỉnh thành của cả nước. Hàng chục nghìn hecta ngô đã bị loại sâu này tấn công và gây thiệt hại nặng nề. Điều nan giải nhất đó là loại sâu này rất khó tiêu diệt trên cây ngô. Vâng, tuy nhiên theo những tín hiệu tích cực mà được thông tin từ Viện Nghiên cứu Ngô, thì việc sản xuất giống ngô có thể kháng lại loại sâu keo hủy diệt này thì đã có những tín hiệu vô cùng tích cực. Cụ thể là sau cảnh báo của Trung tâm Nghiên cứu Ngô và Lúa mì Quốc tế về nguy cơ sâu keo mùa thu có thể xâm nhập vào Việt Nam cách đây 3 năm, Viện Nghiên cứu Ngô của nước ta đã âm thầm nghiên cứu, lai tạo giống ngô mới có khả năng chống chịu với đối tượng sâu bệnh nguy hiểm này. Và cho đến nay thì đơn vị này đã thu được những thành quả hết sức khả quan. Dự kiến một thời gian nữa thì hai giống ngô mới đó là CN1912 và CN191 có khả năng chống chịu sâu keo mùa thu do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo sẽ được khảo nghiệm để đánh giá chính thức trước khi được cung cấp ra thị trường. Trong khi hàng chục giống ngô khác đều bị sâu keo mùa thu tấn công, gây thiệt hại từ trung bình đến nặng, thì hai giống ngô CN1912 và CN191 này lại không hề bị ảnh hưởng. Lá cây xanh tốt, đỉnh sinh trưởng hoàn chỉnh. Theo tiến sĩ Kiều Xuân Đàm, trưởng bộ môn nông học, Viện Nghiên cứu Ngô, chỉ hơn một tháng nữa, ruộng ngô này sẽ trổ cờ, phun dâu, sẵn sàng cho thu hoạch một vụ ngô bội thu. Ở trong cái tập đoàn giống ngô của Viện Ngô hiện nay đang khảo sát đây các thụp lai triển vọng đây thì tổng số khoảng độ 60 giống. Thì chọn ra được hai thụp lai triển vọng có CN1912 và CN191 đấy thì được đánh giá từ giai đoạn cây con, nghĩa là từ lúc mà 3 đến 5 lá giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai đã đánh giá 9 đến 10 lá và hiện nay là sắp chỗ rồi. Và từ gốc đến ngọn thì lá của nó rất sạch, không bị từ giai đoạn nhỏ đến giai đoạn sắp chỗ. Và đây là thực sự được đánh giá đây là hai cái giống theo tôi là triển vọng và có thể chống chịu được. Hai giống ngô CN1912 và CN191 được Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo ra bằng phương pháp lai giống hữu tính truyền thống. Theo đó, từ nguồn vật liệu kháng sâu của Trung tâm Nghiên cứu Ngô và Lúa mì Quốc tế cung cấp, các nhà khoa học đã tiến hành nội địa hóa, sau đó cho lai tạo với các dòng giống ngô năng suất, chất lượng cao để cho ra đời thế hệ mới. Những thế hệ mới này được kiểm tra tính kháng sâu bằng các chỉ thị phân tử kết hợp đánh giá thử nghiệm ngoài đồng ruộng liên tục nhiều thế hệ. Các cái bài báo cũng như các cái công bố của thế giới thì họ cũng đã có những cái công bố về các cái QTL liên kết với lại cái khả năng kháng sâu keo của các nguồn vật liệu ngô. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi chọn lọc và chúng tôi ứng dụng các cái nguồn QTL mà người ta đã công bố để sử dụng trong vấn đề sàng lọc các nguồn vật liệu. Sau 3 năm nghiên cứu thì chúng tôi hoàn thiện được một cái bộ chỉ thị phân tử để xác định được các cái nguồn gen mà nó kháng được cái có khả năng là chống chịu lại được cái sâu keo mùa thu. Cái thứ hai là chúng tôi đã nội địa hóa được cái nguồn gen của do Simit cung cấp đã chuyển vào một thành công vào một số các cái vật liệu đã được nhiệt đới hóa tại Việt Nam. Và thứ ba là chúng tôi đã tạo ra được hệ thống dòng mà có khả năng chống chịu lại được sâu keo mùa thu. Và cái thành công lớn nhất là chúng tôi đã chọn ra được những tổ hợp có khả năng triển vọng, có khả năng sống chống được cái sâu keo mùa thu. Theo các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Ngô, hai giống ngô mới đã được thử nghiệm tính chống chịu sâu keo mùa thu được 3 vụ nay. Kết quả hầu như 100% các cây ngô đều không bị sâu hại. Không chỉ chống chịu sâu tốt, năng suất ngô thu được của hai giống này đều đạt rất cao, tương đương các giống ngô đối chứng quốc tế, năng suất ước đạt 6,5 đến 7,5 tấn một hecta. Nõn ngô bị cắn nát, lá rách nham nhở, cùng hiện tượng cây còi cọc chậm lớn là những hệ quả do sâu keo mùa thu gây ra. Mặc dù đã nhiều năm gắn bó với cây trồng này, nhưng đây là lần đầu tiên người dân trong tỉnh Bắc Cạn chứng kiến một loại sâu lạ và có sự tàn phá nhanh như vậy. Lo lắng trước tình trạng này, nhiều hộ dân đã chủ động tìm mua các loại thuốc bảo vệ thực vật về phun, song vẫn không diệt trừ được triệt để. Sâu keo xuất hiện từ cuối tháng 3 năm nay và đến cuối tháng 4 bắt đầu gây hại mạnh trên cây ngô. Có những ruộng ngô mật độ sâu lên tới 30 con trên 1 m², tập trung nhiều nhất ở những diện tích ngô xoáy nõn và trổ cờ. Loại sâu này có thể ăn rách nát hết phần ngọn cây ngô trong một vài ngày. Đặc biệt, cá thể sâu có khả năng phát tán rất nhanh. Một con sâu trưởng thành có khả năng bay xa 100 km trong một đêm. Sau một thế hệ, phạm vi phân bố của sâu có thể rộng trên 400 km. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Cạn đều xuất hiện sâu keo phá hại. Tổng diện tích ngô bị phá hại lên đến gần 800 hecta, trong đó trên 300 hecta diện tích bị nhiễm nặng. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng trừ.